Ngay cái khu vực mà nhiều khách sạn, lúc đó vô tình là vợ gọi vô, gọi phi ta không được thì bạn này mới gọi điện thoại thường. Thì lúc đó là vừa xong việc là đang trên đường quay về lại cái khu vực làm việc á, thì có giải thích nhưng mà bạn này không nghe. Cũng ghiền lắm. Rồi anh đang làm gì, anh ở đâu, tại sao em search em thấy anh đang ở ngay cái khu vực khách sạn đó. Là dạ. Nó không ổn thì là nói thẳng ra và phải giải quyết ngay lúc đó luôn. Rồi còn vợ thì là im lặng và không nói gì hết. Đến khi mà con nói nhiều quá chịu không nổi thì quánh chồng. Một lần là phải gọi điện cho má vợ luôn. Mét thì nói má ơi, hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau đó, vợ con tán như đầu con, tán như mặt con. Trời ơi. Rồi mến chào hai em. Chào. Ồ, chú rể mặc cái áo hoa đẹp quá luôn nha. Hôm nay là cặp này mặc bộ đồ cưới hơi bị đẹp ha. Đúng rồi. Đồ này là của cưng phải không? Dạ. Đồ này dạ. Cũng là cái đồ đám cưới luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Tăng Hoàng Nguyên. Em năm nay 31 tuổi. Nguyên làm công việc gì? Dạ em đang làm DJ. Wow, DJ. Em có đào tạo học viên không? Dạ thôi đừng có. Nhận ảnh sao vậy? Em á, thôi thấy ảnh rất là tiềm năng. Tướng ta DJ như thế. Cái công việc đó là phải thức khuya đúng không? Thức mà anh Bin á thì bây giờ tuổi già sức yếu, anh thức chừng tuần lễ á là anh đổ bệnh là mất công. Em mang quà nữa thôi, bỏ đi. Chúng ta có thể học online được đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mời vợ của DJ. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận ạ. Con tên là Ngọc Châu, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại con là kinh doanh yến, bán yến tại nhà với lại xỏ khuyên. Cái này chắc là vợ em xỏ cho em đúng không? Bật tiếng nghiệm. Bây giờ chàng DJ và cô gái xỏ khuyên, các bạn có thể kể cho chương trình biết là cái cơ duyên lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau đó, cũng là một cái lần vô tình thôi. Thì người bạn thân của em là thích em gái của vợ em, thì mới rủ em đi chơi chung. Nghĩa là hai cặp, chủ yếu là bạn kia muốn tán em gái. Còn em chỉ là đi chơi, đi chơi thôi. Đi theo cho có tụ đó. Dạ. Dạ, cái tụ kia có dính không? Hay là chỉ có tụ này dính thôi? Có tụ này dính. Cái dòng đỡ nó vậy đó. Bởi vì chị hỏi liền thấy không? Dòng đỡ nó ngược ngạo lắm. Thường là vậy đó. Thì cái ấn tượng đầu tiên của em gặp bạn này là khi mà em nhìn từ phía sau tới là tóc rất là dài, chưa thấy mặt nữa. Nhưng mà khi mà nhìn vậy thì bắt đầu thấy trong lòng mình nó có cái cảm xúc lạ rồi. Tức là trong tiềm thức của bạn á, là bạn đã thích một hình ảnh cô gái tóc dài rồi. Chứ còn thường á, mà ở Đà Lạt á, gặp nhau mà ở Đà Lạt mà ở ban công mà chưa mà thấy mặt mà xóa cái tóc này ra là em hiểu như anh Bin là coi như hiểu rồi ạ. Tôi gặp nó bỏ chạy luôn á đó. Thì lúc đó là đứng ngay hồ Xuân Hương luôn. Đứng ngay hồ Xuân Hương luôn. Sau buổi đi chơi ngày hôm đó thì cũng có nói chuyện với bạn này rồi, mình dần dần tự nhiên mình thấy có cái tình cảm nó khác lạ hơn cái tình cảm bạn bè. Chút rồi quyết định là sẽ thử theo đuổi bạn này xem như thế nào. Lúc đó em mới 17 tuổi rồi. Ủa là lâu lắm rồi hả? Dạ là tụi em quen nhau đến bây giờ đã là 13 năm rồi. Trời ơi vậy hả? Lúc đó là em 19 tuổi. Còn chồng là lúc đó 17 tuổi. Là chị? Dạ em đúng không? Dạ. Ấn tượng của em về Nguyên thì lúc đó như thế nào? Dạ lúc đó thì em không có ấn tượng gì về Nguyên hết. Tại vì Nguyên là bạn của em gái. Kiểu vậy đó, em lại không thích người nhỏ tuổi. Rồi bạn chở đi vòng vòng thì mình nói trời nó trăng tùm lum la vậy đó. Mình biết là bạn thích, cái mình cứ né. Né là do xấu trai, dạ, không đẹp trai hay là do cứ, tuổi? Cứ ấn tượng là nhỏ tuổi thôi. Lúc đó chắc em còn phiền quá. Nhưng mà lúc đó Nguyên có biết rằng là chị né em là do em nhỏ tuổi hơn không? Dạ cũng có cảm giác luôn, với lại mỗi lần qua nhà chơi thì cũng hay thể hiện cái tình cảm ra, nhưng mà thấy bị từ chối rồi má vợ lúc đó cũng không thích lắm. Tại vì thấy còn nhỏ nói chuyện yêu đương này kia thì má vợ cũng không thích lắm. Nhưng mà là cách nào để mà em cua được người chị này? Nói chung là hồi đó còn đi học á, mình hay coi mấy cái phim Hàn Quốc á, mình cũng bắt chước theo, mình lãng mạn rồi. Ở trên Đà Lạt thì cái khung cảnh nó cũng hợp lý. Đúng rồi, rất là hợp với lại những bộ phim Hàn Quốc đó. Hồi đó tụi em bạn này hay thích đi học Anh văn trung tâm. Thì em có xin đăng ký đi học theo, mặc dù là em không thích Anh văn chút nào hết.
đăng ký học chung với bạn để lấy cớ chở đi chơi, chở đi học. Xong rồi rủ cúp cua, xong rồi em chở đi xuống dưới Hồ Tuyền Lâm, rồi em đốt pháo hoa, dưới đó, rồi mua bông, mua đủ thứ để dụ bạn này, rồi đi cả các điểm du lịch luôn. Nói chung có chỗ nào lạ là em chở bạn này đi chơi hết. Mà bạn ấy vẫn không chịu. Dạ đúng rồi. Bao lâu em? Một năm trời. Một năm trời. Tốn nhiều tiền không? Dạ lúc đó thì mỗi ngày chỉ được 30 ngàn thôi, nhưng mà đổ xăng thì hết 15 ngàn rồi. Coi như ngày 50 đi, cứ cho gì ngày 50 đi. Gặp thời này là mất mối luôn á. Một tháng là 1.5 triệu em, một tháng 1.5 triệu mà một năm trời nha, em tính là nhiêu đầu tư cũng lớn à. Đó nhiều. Vì 17 tuổi á, mà với cái số tiền vậy là không có đơn giản đâu. Bây giờ tới giờ xin lời không? Tới bây giờ nè, tới bây giờ. Có lời một cục năm tháng. Lời đó không, một cục năm tháng luôn. Rồi bây giờ nè, đến khi nào thì bạn mới chấp nhận em? À, có nghĩa là cái lúc đó là em buông xuôi. À lúc qua đó một là, năm á là cái quải quá buông xuôi luôn. Em bắt đầu em cảm thấy nản rồi thì với lại lúc đó bạn này cũng có nhiều người theo đuổi quá. Thì lúc đó em tính ra là em là ở vị trí thứ tư rồi. Đúng rồi, với cái nhan sắc này mà chắc chắn là cũng ấy phải lựa chọn. Lúc đầu mình cảm giác là nản rồi. Cái mình quyết định là mình không theo đuổi nữa. Đùng một cái cắt đứt thì lúc cảm giác em sao? Dạ kiểu như là mưa dầm thấm lâu á, tới lúc mình thấm rồi cái tự nhiên cái ông chạy mất tiêu. Cũng khó chịu. Xong rồi cái con cũng nói chuyện cũng chủ động liên lạc vậy đó, rồi xong rồi cái ảnh tỏ tình thêm một lần nữa, xong rồi lúc đó là con mới chịu. Là coi như chính thức quen nhau. Đúng không? Rồi có nghĩa là các bạn là, ủa như vậy là các bạn ở Đà Lạt suốt luôn hay sao? Thật ra là vì cái thời gian lúc đầu á, là vì gia đình của vợ con là có chuyện buồn nên là ba má con mới chuyển lên Đà Lạt ở một thời gian, thì khoảng hơn 2 năm. Thì sau khoảng thời gian 2 năm đó thì cả gia đình chuyển về Biên Hòa lại, là hai đứa quen xa. Là yêu xa bao lâu? Dạ khoảng 6 tháng. Trong cái thời gian yêu xa như vậy thì là có xa mặt cách lòng rồi có chia tay không? Dạ không. Thật ra là càng xa thì càng thương. Cứ mỗi tháng mà lúc đó là con có đi ra làm ở Lễ Tân ở một cái khách sạn đó, thì cứ mỗi tháng lãnh lương ra là bắt xe đi xuống thăm bạn này liền. Cứ mỗi tháng một lần như vậy. Rồi bạn này có lên Đà Lạt không? Con có lên Đà Lạt? Dạ không, con mới được đi qua đêm. Dạ gia đình khó, không có được đi qua đêm. Không, nào nhỏ quá. Dạ đúng rồi. Hai đứa là coi như là giữ cho nhau cho đến đêm tân hôn luôn hay sao? Dạ là 8 năm ở bên nhau, 8 năm rồi thì bạn mới tin tưởng, bạn chào cho. Tới 8 năm luôn à? Dạ. Lý do gì? Do... Dạ, tại vì kiểu như là gia đình con gieo cho con từ nhỏ tới lớn là kiểu như là để dành cái thanh xuân, cái ngàn vàng cho mình để cho đêm tân hôn đó. Cho nên là con cứ mỗi lần con sợ là không có cho. Xí xí nó nghe nè, không cho nhưng mà ổng có đòi không? Dạ có chứ. Dạ có chứ, sao không có được. Nhưng mà được cái cho là có giận không? Cái mặt ổng sao? Nói chung là cũng dụ, nhưng mà được cái là rất là cưng, rất là chiều con. Cho nên là ví dụ con không cho thì cũng thôi, tôn trọng. Rất là không tôn sao trọng đâu em. Dạ, chứ không phải là muốn cho bằng được. Nếu lúc đó con có cảm giác là bạn này bạn không yêu mình không? Dạ không ạ. Tại trong cái suy nghĩ của con khi yêu bạn này là không có đặt nặng cái chuyện đó. Đúng rồi. Tại vì thật sự là rất khó để gặp một cái người mà cho mình được một cái cảm giác mà mình yêu người ta hơn yêu bản thân mình. Hay quá. Cho nên là khi mà nghĩ tới cái điều đó thì nghĩ cũng bình thường thôi. Với lại có thể là do cái hoàn cảnh sống nữa, do cái môi trường sống nữa, là ở Đà Lạt thì cuộc sống nó nhẹ nhàng lắm rồi, nó khiến cho con người ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng trong mọi việc vậy đó. Nên trong cái suy nghĩ của con cũng không có nặng nề quá. Được rồi, quá hay. Sau bao lâu tụi con cưới nhau? Dạ 11 năm. Sau 11 năm có nghĩa 11 là năm luôn. Sau bắt đầu trao cho nhau cái ngàn vàng là 3 năm sau mình đám cưới đúng không? Rồi có em bé chưa? Dạ con có một em bé được 5 tháng tuổi. Dạ. Thôi bây giờ mình tới cái vụ tới kia, cái vụ kia đi. Đó sống nhau chắc không có thói hư tật xấu nào đâu ha. Sao nè, giờ hỏi vợ trước đi. Dạ. Anh ấy có những cái tật xấu gì không? Chỉ có một cái là cọc. Với lại có chuyện gì nói hoài. Nói mà không có kiểm soát được cái lời nói của mình luôn. Nhưng mà nóng lên thì những cái phản ứng nó như thế nào? Anh tự làm đau mình thôi. Dạ, dù nóng lên nói mà con không nghe. Dạ. Đấm tay vào tường. Đấm tay vào tường. Bây giờ còn vậy không? Dạ vẫn còn chứ. Chỉ có một cái là tính nóng. Là nóng tính. Những cái lúc mà con đập tay vô tường như vậy là lý do tại sao? Nghĩa là khi đó là nó dồn nén quá nhiều rồi thì bản thân mình không muốn tổn thương người khác, thì mình chỉ còn cách tổn thương mình thôi.
Tại vì mình chịu đựng ở vừa áp lực công việc ở ngoài, rồi đôi khi là những cái chuyện vặt vãnh trong gia đình thì nó càng ngày nó càng dồn nén, thì đến một lúc nào đó nó như cái quả bom nó nổ ra. Nổ ra thì cái lúc đó thì mất kiểm soát. Trong cái thâm tâm mình cũng không muốn là mình sẽ làm một cái gì đó tổn thương tới vợ, nhưng mà về cái lời nói thì hơi thiếu kiểm soát, nên là cái đó con cũng vẫn đang khắc phục. Nhưng mà con có thường chia sẻ công việc của mình cho vợ không? Ví dụ nhiều khi áp lực trước đây thì có nhiều, nhưng mà từ khi vợ có em bé thì khi mà thấy vợ ở nhà chăm con rất là cực, mình không có muốn mang cái áp lực ở ngoài đường về trong gia đình nữa. Yes, đúng rồi đó. Những cái chuyện đó mình có thể chịu đựng được thì mình cố gắng. Như vậy thì cái xác suất mà tự đập tay vô tường á, lúc trước khi có em bé và sau khi có em bé lúc nào nhiều hơn? Sau này là không có nữa. Tại vì khi mà cãi nhau thì chuẩn bị bùng nổ, nhìn con là mình cảm thấy là ủa tại sao mình đang làm cái gì vậy, mình đang định nói cái gì vậy. Khi cái người phụ nữ á, nhất là người vợ, nếu họ thực sự yêu chồng của họ thì khi con có tưởng tượng lúc mà hình ảnh mà nhìn cái người chồng của mình á đập tay vào tường hoặc đập đầu vào tường á, là người ta cái nhói đau ở cái tim, vì mình biết chồng mình đau, mình biết chồng mình